Trong video này tôi xin được mách đến các bác một trong những cái bí mật, một trong những cái bí quyết giúp cho những bác nào thường hay bị mất ngủ, mệt mỏi, ể oải và không hay có được những giấc ngủ sâu thì hãy sử dụng ngay quả chanh. Làm theo cái bí quyết này các bác sẽ có những giấc ngủ rất là sâu. Nào, bây giờ mời các bác chúng ta cùng bắt đầu. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị, đối với quả chanh có lẽ rằng không còn ai là xa lạ gì. Và hầu như chúng ta chỉ biết quả chanh với cương vị là đồ uống giải khát, cũng như là thứ để gia giảm gia vị cho món ăn mà thôi. Ít người biết rằng quả chanh lại có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là với những giấc ngủ của quý cô bác anh chị. Vậy thì quả chanh sử dụng như thế nào để có những cái tác dụng tốt đối với giấc ngủ, đúng không ạ? Và thưa vậy là các bác, không chỉ là nước của quả chanh đâu, mà chính là vỏ của quả chanh cũng là một trong những loại vị thuốc vô cùng tốt đối với giấc ngủ của quý cô bác anh chị. Vậy thì cái cách sử dụng này ra làm sao và sử dụng như thế nào thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi nha. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác ba cái phần như sau. Phần thứ nhất đó là những cái tác dụng và cái cách sử dụng quả chanh đem lại những giấc ngủ ngon. Và phần thứ hai đó là tuy là quả chanh tốt như vậy nhưng thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta không được sử dụng quả chanh, cũng như là sử dụng chanh ra làm sao để có được những tác dụng tốt. Và phần thứ ba, tôi xin được mách đến các bác một trong những cái cách sử dụng chanh với lại mật ong đem lại những cái công dụng tuyệt vời, chữa rất là nhiều bệnh cho các bác. Và nhà nào cũng nên có một cái hũ chanh mật ong này. Và tôi sẽ chỉ cho các bác cách chi tiết làm sao để chúng ta có hũ mật ong chanh đem lại những công dụng tuyệt vời này các bác nha. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng bắt đầu. Thưa với quý cô bác anh chị thì hầu như chúng ta chỉ biết rằng quả chanh là có nước chanh thôi, mà không biết rằng cái vỏ của chanh lại rất là tốt. Chúng ta chỉ sử dụng cái nước chanh thôi, còn cái vỏ ta bỏ đi ngay, đúng không các bác? Hầu hết 100% những người sử dụng chanh đều làm cái động tác là như vậy, đó là vắt, sử dụng nước sau đó bỏ cái vỏ. Nhưng nếu như những bác nào bị mất ngủ nha, khó ngủ nha, tinh thần có vấn đề nha, thường xuyên thức giấc bứt rứt trong người thì sử dụng cốc nước chanh như thế này thì mới có tác dụng tuyệt vời này. Thứ nhất là các bác cần phải ngâm quả chanh với nước muối. Vì khi chúng ta sử dụng cả vỏ này á thì chúng ta cần phải ngâm nước muối, vì rất có thể khi mà chúng ta mua chanh á, chanh người ta sử dụng những cái chất bảo quản hoặc người ta phun tưới gì đó, thì chúng ta nên ngâm với nước muối để đem lại những công dụng tốt nhất. Sau khi ngâm nước muối xong rồi á thì các bác hãy dùng cái con dao gọi là dao gọt vỏ. Sử dụng cái dao gọt vỏ này, ta gọt lấy phần vỏ ngoài màu xanh của quả chanh. Gọt lấy cái phần này, sau đó thì các bác hãy cắt đôi quả chanh ra và vắt lấy nước, vắt lấy cái phần nước cốt chanh. Mỗi một quả chanh này chúng ta sẽ pha với lại khoảng tầm 150ml nước các bác nha. Nếu bác nào mà uống được chua thì ta có thể uống như thế, còn nếu bác nào không uống được chua ta có thể uống đến 200-250ml nước. Và cái vỏ của quả chanh các bác nhớ này, hãy cho vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn các bác nhớ nha, xay thật nhuyễn, sau đó cho ra và hòa với lại một chút mật ong. Nếu bác nào uống được mật ong, trừ những bác từ tiểu đường nặng thôi thì chúng ta không sử dụng mật ong, còn tiểu đường nhẹ chúng ta vẫn có thể sử dụng được mật ong các bác nha. Sau đó thì cho cái phần này các bác cho vào luôn cái cốc nước chanh mà chúng ta vừa với vắt vừa pha xong, các bác cho vào đó và khuấy đều sử dụng. Vì các bác biết không, trong vỏ quả chanh ấy là cái nơi có chứa rất nhiều cái chất mà trong khoa học nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết những cái chất mà trong những cái loại hoa quả tốt ấy thì đều là ở phần vỏ các bác ạ. Và đặc biệt là trong quả chanh này, cái vỏ quả chanh nó có chứa rất nhiều những cái dầu và cái axit ở trong cái vỏ quả chanh này, nó rất là tốt đối với hệ tiêu hóa và đặc biệt là tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng ít người biết đến cái điều này các bác ạ. Nên là các bác hãy pha cái cốc nước chanh cả vỏ này để sử dụng vào mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ sẽ rất là tốt đối với những giấc ngủ của quý cô bác anh chị các bác nha. Và nên pha với nước ấm các bác nhớ nha, nên pha với nước ấm thì mới có những công dụng tuyệt vời. Ngoài ra với cái cách này á thì các bác cũng có thể sử dụng nước chanh đem ta xịt khắp phòng các bác nha, sử dụng riêng nước chanh thôi, xịt khắp phòng ngủ cũng giúp cho các bác xua đuổi côn trùng và làm thanh lọc cái không khí ở trong phòng của quý cô bác anh chị.
Đây cũng là một trong những cách giúp cho những người nào hay bị mất ngủ có được những giấc ngủ ngon khi mà có cái căn phòng thoáng đãng và đầy hương chanh, sẽ giúp các bác dễ ngủ hơn cho nha. Và thưa với lại các bác, thì sang phần thứ hai, tôi xin được chia sẻ đến các bác những cái điều vô cùng quan trọng đối với quả chanh. Tuy là quả chanh tốt như vậy nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được. Vậy thì những thời điểm nào mà chúng ta không được sử dụng chanh và sử dụng chanh như thế nào thì có hiệu quả, thì mời các bác sang phần thứ hai. Thưa với lại các bác, chúng ta cứ nghĩ rằng chanh thì sử dụng lúc nào cũng được đúng không ạ? Nhưng không phải như vậy đâu các bác. Trong quả chanh nó có chứa rất nhiều axit và vitamin C, rất là tốt đối với sức khỏe và đặc biệt là phòng chống, giúp cho chúng ta phòng chống lão hóa rất là tuyệt vời. Nhưng hãy sử dụng chanh khi mà bụng của chúng ta không phải là bụng đang rất là đói các bác nhé. Đừng uống chanh khi bụng đang rất đói. Thứ hai là các bác nào bị dạ dày á, thì chúng ta không nên sử dụng chanh trước khi ăn mà hãy sử dụng chanh sau khi ăn. Đặc biệt là các bác nên nhớ và ghi nhớ này, là chanh không được pha với nước nóng các bác nhé. Nếu như quả chanh chúng ta pha với nước nóng hoặc nước sôi sẽ làm phá vỡ tất cả những cái chất của quả chanh và làm hỏng cái nước chanh, khiến cho không còn tốt gì đối với sức khỏe của các bác nữa. Chỉ nên sử dụng pha chanh với nước ấm các bác nhé. Chỉ nên sử dụng pha chanh với nước ấm. Và những thời điểm để các bác có thể sử dụng chanh tốt nhất đó là sau giờ ăn hoặc là trước giờ ăn sáng. Nếu như bác nào không bị những cái vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa các bác nhé, không bị dạ dày, thì có thể sử dụng trước giờ ăn buổi sáng. Thứ hai đó là các bác uống trước khi đi ngủ khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Không nên uống sát giờ đi ngủ, sẽ khiến cho các bác dễ bị đi dậy tiểu đêm nhiều lần các bác nhé. Vâng, và thưa với các bác, sang phần thứ ba, tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách ngâm quả chanh với mật ong. Nếu như nhà nào mà có trẻ nhỏ này, có người già này, là những người hay bị viêm họng này, hoặc là những người hay bị cảm cúm này, thì cần phải có một cái lọ chanh ngâm mật ong này. Tốt nhất mọi người thường hay khuyên nhau sử dụng đó là sử dụng chanh đào. Chanh đào là quả chanh mà bên trong quả chanh cắt ra là quả chanh nó màu hồng các bác nhá. Thì cái loại chanh đào này là rất là tốt đối với cái việc là ngâm chanh với lại mật ong. Thì cái cách ngâm như sau, các bác hãy dùng một lượng chanh đủ với cái bình mình có thể chứa được các bác nhé. Thì sử dụng những cái loại chanh không được chín quá cũng như là không non quá. Chúng ta sử dụng loại chanh đủ mọng nước và ngâm với nước muối loãng. Các bác nhớ là ngâm tất cả với nước muối loãng, nhớ để cả vỏ. Sau đó thì thái mỏng quả chanh ra. Mật ong chúng ta cần phải sử dụng những loại mật ong tốt, mật ong nguyên chất và mật ong có nguồn gốc. Nếu chúng ta sử dụng những loại mật ong không có chất lượng thì sẽ làm hỏng cái tác dụng của nó, cũng như là không có được cái công dụng tuyệt vời đâu, mà có thể còn làm hại đến sức khỏe. Nên là các bác nhớ nhá, hãy lựa chọn những cái loại mật ong tốt các bác nhá. Sau đó thì thái mỏng quả chanh ra. Sau khi thái mỏng quả chanh ra rồi thì xếp cho hết chanh vào trong bình thủy tinh. Các bác nhớ là cho vào trong bình thủy tinh. Sau đó thì đổ ngập mật ong lên. Các bác nhớ nhá, đổ ngập mật ong và chanh là nhớ là phải để cả vỏ. Để cả vỏ mới có những công dụng tuyệt vời. Và sau khi để ngâm như vậy, các bác hãy bịt kín cái hũ này lại, để cái nơi tránh ánh nắng trực tiếp, để nơi thoáng mát nhưng tránh ánh nắng trực tiếp soi vào. Và ta ngâm khoảng từ 1 tháng trở đi thì bắt đầu sử dụng cái nước quả chanh này rất là tốt rồi. Thì nếu bác nào bị mất ngủ á, thì hãy uống một cái cốc này trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ đồng hồ, cùng với lại một vài cái lát chanh mà ta ngâm mới mật ong này. Đặc biệt là những đứa trẻ nào hay bị ho hay bị cảm sốt thì hãy thường xuyên sử dụng nước chanh đào ngâm mật ong này, sẽ có những cái tác dụng rất tuyệt vời chữa được cái triệu chứng này. Và bác nào hay bị ho hay bị mất giọng á, thì chúng ta sử dụng nước chanh đào này cũng có những cái công dụng rất tuyệt vời các bác ạ. Vâng, và nếu như nhà nào có người già thường hay bị ho về đêm thì cũng nên sử dụng cái cốc nước chanh đào này. Nước chanh đào ngâm mật ong này sẽ giúp cho những bác nào hay có cái vấn đề ho đó, mất ngủ vì ho đó, thì cũng sẽ có được giấc ngủ ngon các bác ạ. Và thưa với các bác, thì trên đây là những cái công dụng tuyệt vời của quả chanh và cái cách sử dụng quả chanh để chữa cái vấn đề về mất ngủ. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị. Và nếu bác nào đã xem được video này rồi thì nhớ hãy chia sẻ nó cho nhiều người chưa biết nó các bác nha. Vì tôi biết rằng quả chanh thì quá là quen thuộc rồi, nhưng không phải mấy ai biết được cái cách sử dụng quả chanh để giúp cho tăng cường sức khỏe và chữa được cái vấn đề mất ngủ này đâu các bác ạ.
Bởi thế mà các bác hãy nhớ dí vào nút chia sẻ và dí vào nút đăng ký và nút chuông nữa các bác nha, nếu như cái nút đăng ký của các bác còn đang hiện màu đỏ. Và đừng quên là tôi sẽ quay trở lại với các bác vào khung giờ là 11 giờ trưa và 19 giờ tối hàng ngày các bác nha. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.